Ôi sao anh Ba bơi nhẹ mà em bơi nặng dữ à? Ra mày chấm rồi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì Bùi Hồ tiếp tục quay trở lại xã Phú Sơn, huyện Tam Nông của tỉnh Đồng Tháp để thăm về cô chú anh chị sống Việt kiều Campuchia. Thì Bùi Hồ mới hay tin thì chị Trên đã đi cắt lục bình. Dạ chào anh. Dạ. Chị Trên đã đi cắt lục bình thì trước khi mà đi xuống đây để trao những cái phần quà yêu thương của cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân á, thì bây giờ thì Bùi Hồ sẽ đi cùng với chị Trên để đi cắt lục bình. Dạ con chào cậu. Cậu, chị Trên đi cắt lục bình hả cậu? Hả? Chị Trên đi cắt lục bình rồi hả? Cắt rồi. Cắt lâu chưa cậu? Cắt hồi khuya. Cắt hồi khuya? À, Phượng. Dạ, hỏi con đi qua chị Trên, để thôi chị Trên cắt về. Chị Trên đi đằng này hả cậu? Dạ. Thôi con đi để kịp cho chị Trên. Chút xíu nó còn, con xuống thăm cụ rồi ngày mai con lại thăm tiếp. Chị Trên ơi. Dạ. Em nè. Ủa sao em xuống dưới đó được ta? Sao em xuống dưới đó được chị? Xuống anh, xuống anh, bơi ra được không? Dạ. Mày sợ bơi không nổi. Dạ, chị Trên cắt với ai vậy? Dạ. Chị cắt với ai vậy? Cắt với hai đứa cháu. À. Ôi, sao ra được đây ta? Ô cái xuồng đại nhóc lục bình luôn rồi kìa. Dạ. Cái xuồng này hả chị? Ở bên đây là cũng có cô chú anh chị cắt ở bên đây nữa nè. Và bên chị Trên này cắt bên đây. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài này. Chắc có lẽ là mình sẽ tự bơi cái chiếc xuồng này luôn. Chiếc xuồng này có ai ở chị Trên? Ở chiếc xuồng này có ai vậy chị? Ôi, người ta lai làm sao? Hôm nay mình đi có một mình thôi. Và để cố tình đi đến đây để mà quay cái cảnh mà chị Trên cắt lục bình cũng như là cái cảnh ở miền Tây cho cô bác quý anh chị xem ha. Khá là dân dã luôn. Ôi. Để đồ đây. Rồi đồ mình sẽ bơi. Chiếc xuồng mà nó có bánh lái thì mình sẽ bơi nó sẽ không bị loạn choạng. Ôi, bơi chiếc xuồng từ đó ra đây nó mệt kinh khủng, mắc kẹt ở đây luôn, lục bình rất là nhiều mà bơi ra thì rất là đuối tay luôn cô bác anh chị. Nãy thì mình tắt máy thì mình mới bơi được. Không biết như thế nào mà chị Trên là một người phụ nữ bơi hay ghê á. Hôm nay thì bị khan tiếng nên cô bác anh chị thông cảm nha. Có mình với chiếc xuồng nãy giờ bơi từ ở đây từng đó qua đây. Thương người quá mệt ơi, sức mồ hôi hôi á thì cô bác quý anh chị quá trời mệt rồi. Ôi, nói chung là cái cảnh ở đây thì rất là đẹp nhưng mà bơi là rất là mệt luôn. Ở đây là anh Ba nè. Đó, nặng không anh Ba? Em thấy đuối quá trời luôn à. Anh cắt rồi mấy giờ giờ vậy? 3 giờ. 3 giờ khuya hả? 3 giờ. Trời ơi, hồi sáng giờ được nhiêu ký rồi anh? Mấy trăm ký lô vậy Cưng ơi. Bơi lại đây cho em, mấy anh em mình tâm sự một tí đi. Ôi sao anh Ba bơi nhẹ mà em bơi nặng dữ à? Ra mày chấm rồi à. Hả?
Anh ba với chị ba cắt hồi sáng giờ hả? Dạ lúc 3 giờ giờ. À, cắt được hồi sáng giờ ước lượng khoảng nhiêu ký rồi? Về chắc khoảng cũng gần 300 ký á. 300 ký hả? Dạ. Ồ vậy cũng êm ha. Dạ. Ký 800. Ký có 600 đồng. 600 hả? Bây giờ giảm xuống hả anh? Giảm xuống nhiều quá. À. Mệt dữ không anh? Mệt chứ. Ừ giấc phia vợ gan lần cũng mệt. Về vợ vô cũng mệt. À, có đem cơm đem nước gian không? Có. Nay mình ăn cơm cái gì? Cơm với khô. Khô hả? Dạ. Trời ơi. Anh với chị là cắt nay sáng giờ 300. Dạ. 300 thì nó khoảng 6 3 180 ngàn. 180 ngàn mà đi 3 giờ phía lên hen. 3 giờ khuya. 3 giờ phía. Mấy giờ người ta mới căng của mình? Tới 4 giờ người ta mới căng. Dạ. Bị giao người ta 4 giờ mới căng chứ còn căng sớm đâu có đủ lục bình cho người ta. Mình bán tươi luôn hả? Bán tươi luôn em ơi. Em thấy ở trên đó là mình phơi đó là của mình hay gì anh ba? Này của mình chặt mấy bữa nay đó, bán cho người ta đó. Khô là được nhiêu ký? Không biết nữa, người ta bán bao nhiêu ký mình không biết. Mình chặt mình bán cho cái người ta phơi lại, tao bán khô. Người anh cũng không được hỏi nha em ơi. Không được hỏi hả? Không có hỏi được nhiêu ký gì chứ. Chứ mình con đi đường ngoài sao nè. Ăn không nữa đó con. Cứ là mình chặt về cái mình căng cho đây. Không biết gì vui thôi vậy. Cái này là cái dù của mình đó hả? Cái dù bông mát vậy đó. Trời ơi. Trưa nắng hầm dữ không? Hầm. Ô, cái dù này xây được luôn nè. Con ở đây nè. Nước sôi vậy mà lội được luôn. Mấy này nó lội dữ lắm. Nước sâu dữ lắm á. Nước này cũng 2 mét. 2 mét. Dạ. Trời ơi trời. Mấy này nó lội lặn dữ lắm. Một ngày là anh ba bơi vô mấy giếng vậy? Hai chiến, ra một chiến vô một chiến. À, bây giờ là xong chưa anh ba? Xong, mấy đứa nhỏ điện rồi, có mấy chú nào ở kiếm ở nhà đó. Dạ. Yeah. Cái gì à? Để còn cắt nữa, còn bà xã còn chặt nữa. Thấy thương quá. Ngày mai em sẽ ghé lại. Mai em, bữa nay em ghé thăm gia đình mình với anh với chị coi cái cuộc sống như thế nào. Sáng ngày mai thì em có mạnh thường quân hỗ trợ đó, thì em sẽ ghé lại. Dạ. Dạ. Thì em ơi đây nói chung ra cái nguồn này thì bơi vô lần mồ hôi cũng ra, bơi ra lần mồ hôi cũng đục vậy đó. Nè. Em nè. Ôi trời, ướt chân à. Bà xã bà bơi đâu có nổi đâu. Em bơi muốn nhức tay luôn anh bà. Rồi hãy gán thì biết sao giờ, lăn lóc với đời. Ấy mà Phượng có đồ mới chưa anh? Có được bộ đi mặc đi học rồi em. Mua rồi ha. Mua cho ông Phượng bộ mặc nữa không? Dạ. Mừng dữ không? Thì nó mừng rồi đó, nít hay mừng rồi đó. Với hoàn cảnh vậy em ơi biết sao nói giờ. Dạ. Dạ, cái này là anh bơi vô rồi anh vô nhà luôn. Dạ, bơi vô còn nhà. Còn chị ở đây cắt tiếp. Chị ở đây cắt tiếp. À. Chút xíu nữa thì chị bán. Chút xíu bị có con điện về, bé Phượng điện qua cái nói là có mấy chú nào ở nhà kiếm anh bơi về, muốn đi về. Dạ. Đây là lục bình của chú anh ba với là chị cắt từ sáng giờ luôn á. Từ sáng 3 giờ khuya. 3 giờ khuya đến giờ được 2 xuồng à. Nè. Cái chiếc xuồng này là của ai anh ba? Của tôi. Còn chiếc xuồng em đang ngồi nè. Của nhỏ thứ 9. Cái này em giống như thấy cái đìa à? Hoặc hay cái sông? Cái sông. À cái sông mà nước nó vậy đó hả? Lục bình nó vậy đó hả? Lục bình này mình nuôi nè em ơi. Kéo vô mình nuôi nè. Dạ. Nuôi nó dài dưới vậy nè. Có một khúc một tuần lõm trống vô tới mở bờ là hai anh em. Dạ. Mình nuôi đó luôn ha. Nuôi mới được chặt vậy em ơi, còn nuôi dễ gì. Dạ. Ta đâu cho mình chặt. Ồ cắt cái cây là phải dài dài như đó hả? Mới đủ tay nữa hả? Đủ tay người ta đó. Ôi ôi. Cái này cũng là 6 tắc hơn đó. Dạ. Rồi chị trên là cắt tới chiều luôn. Ừ, nó cắt tới 4 giờ nó cũng về giống nhau, qua cũng về giống nhau vậy. Dạ. Đi lúc 3 giờ phi giống nhau vậy em ơi. Hơn 12 tiếng, 13 tiếng. À đó, còn lâu 13 tiếng. Dạ. 3-400 ký lâu lục bình. Mình được cũng trăm mấy cùng ngàn đó. Đi 600 đồng. Nông dân mình hiền thì chỉ cần cái bữa ăn no là được rồi. Dạ. Thôi phải bây giờ anh ba bơi vô đi. Này, em lại em tâm sự chị ba với lại chị trên tí xíu ha. Rồi. Dạ, anh ba bơi đi. Đây, em.
đó, cái hai vợ chồng cắt sáng đêm hôm á cô bác anh chị, mà chỉ có 180.000 thôi, có nghĩa là 90.000 đồng một người. Ôi con bơi được không? Được. Lỡ mũi bơi rồi con. Con bơi lại cô ba nha. Con mấy tuổi rồi? Con 12. 12 tuổi rồi hả? Sao nhỏ xíu xíu vậy? Anh ba thì ngoài sau, còn chị ba thì vẫn đang cắt ở ngoài trước. Thì bây giờ để tìm hiểu thêm cái cắt lục bình của chị trên với lại chị ba đó, thì có thằng cư tí hỗ trợ mình. Con tên gì? Bảo. Bảo hả? Trời ơi, bơi được không Bảo? Được. Dạ được chứ. Dạ được. Giỏi. À, bơi nè. Mình không dám quay trẻ em vô, tại vì trẻ em thì nó thương đó. Chào chị ba. Dạ, chào chú. Ô, chiếc xuồng muốn chìm luôn rồi kìa. Dạ, nó đi. Này, con qua đây để cầm cái này giùm chú đi. Chú bơi cho. Được không? Con bơi nổi không đó? Nổi. Rồi lát sao qua kia? Đi. Đi đường nào? Đi đường nào? Đường này hả? Đường trống. Đường đằng trống bên đây nè hả? Đây chú. À, đi đường này ha. Dạ. Mệt chưa chị ba? Dạ mệt. Ờ, không nghỉ trưa luôn hả chị? Dạ không. Hai vợ chồng lùi hụi ngày được có trăm mấy chục ngàn thôi à. Lục bình không gà xuống giá nữa chị ba. Dạ, con là con của ai? Ba con là tên gì? Yến hả? Con à. Ô chị ba ngồi tới đâu nó nghiêng tới đó luôn kìa. Dạ không sao. Rồi bỏ gì nó lớn lên lại không chị? Dạ. Nó nở ra nó sống lại không? Nó nở nó sống lại ha. Dạ. Cái gãy nó gì nó sống lại không? Dạ sống. À. Dạ, như cái em bước lên chiếc xuồng của chị có sao không? Bước sẽ thấy. Nó chìm không chị? Sao có chìm, mình sợ nó lắc á. À. Ôi ôi, con trai giỏi rồi trời. Ôi ôi. Ôi ôi, đẩy ra đi, chú bước lên cái xuồng. Để chú bước lên nha. Em bước lên đây được không chị? Dạ được. Ôi. Ôi, nó gần chìm luôn rồi. Mà em bước lên cộng lục bình này đi nước rồi sao? Không sao đâu, đi. Nó mắc nước nó nhẹ ký thì sao? Dạ không sao. Ôi. Này té xuống sân cái sông luôn á. Dạ. Cô bác của anh chị nhớ like, chia sẻ cho sự khó khăn cố gắng của mình nha. Rất là nguy hiểm luôn. Xuồng này gọi là xuồng ba lá hả chị? Dạ. Không phải xuồng ba lá, xuồng lường. Xuồng lường. Dạ. Bé kìa. 12 tuổi. Rồi chị cắt đi. Bước xuống cái nữa đây. Em đang có sự hồi hộp nhẹ. Dạ. Để có một những cái thước phim như thế này không đơn giản. Dạ. Kháng nước sao chị ba? Mình có nước đây nè. À. Cái này là mình đem về mình ăn đây chị. Dạ. Này là gì? Ngó lục bình. À, ăn sống được mà phải không? Ăn không có, ăn mình xào thịt đâu đó, hay xào mỡ rồi cũng được. Còn cái phần lục bình là cái phần nào ăn sống được ta? Cái này nè. À. Có khi nào chị ăn tại chỗ không?
có cái kho đó đó mình ăn. À, em rửa măng nữa rồi nha. Ăn rửa nước này được mà. Được đúng. Cái sao đó. Ăn thử đi. Lật cái đó ra, lật cái chưa? Nè rồi nè, về phải không chị? Nữa, lật cái nữa. À. Để cái tay tôi mang cái bao tay đó, lật cái cứng này là bỏ đó. Dạ. Mấy ngày nay anh ba không đi dở trà nữa hả chị ba? Dạ không, từ ông bệnh tới giờ thôi đi đấy, cho ông nghỉ luôn đi. Cho nghỉ luôn hả? Dạ, cho ông chặt một bệnh với tôi. Để dạ. Ông thì mình trà, ráng mà ăn rồi bệnh. À. Nàng về ăn được chứ chị ba? Dạ được rồi đó. Cái đó ăn cái kho đó chứ. Ừ. Nó có độ nhớt. Dạ. Ngọt. Ăn được lạnh mát. Dạ, ăn này rất tốt á. Dạ. Thưa cô bác quý anh chị, thì sau khi hỏi thăm về chị ba với lại anh ba thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị bơi qua bên kia để mà hỏi thăm về chị Trên với cái nghề cắt lục bình này nha. Và bây giờ thì Bùi Hồ sẽ bơi. Đi đường nào con? Đi đường này ha. Dạ. Quay cái hát qua chút. Con sợ nước không? Không. Dạ. Dạ, con đẩy đi. Ôi. Bé nó 12 tuổi mà nó bơi hay hơn mình nữa. Con bơi con mỏi tay không? Không. Không hả? Dạ. Sao chú bơi mỏi tay chú vậy?